Như các bạn cũng biết đó, ở tiểu bang Alaska rất là lạnh và trong mùa hè nhiều thành phố cũng còn có tuyết. Và trong những cái dòng sông của họ có rất là nhiều tảng đá nó trôi lên đênh trên dòng sông vậy đó. Nhìn rất là đẹp nhưng mà rất là lạnh luôn. Grace nha. Cái chỗ này là một băng bản, chỗ này là băng tuyết nó rất là dày, nhưng mà vì thời tiết nó khí hậu nó nóng lại đó, cho nên nó băng tuyết ở đây rất sự tan chảy này, chỗ đẹp lắm, lạnh nha, lạnh. Tại vì ở thấy không, những cái dòng sông đó là nó có tuyết nó tan ra nè, những cái trắng trắng đó và những cái tuyết mà nó đá tuyết nó chảy ra đó. Nếu các bạn thích phong cảnh thiên nhiên có đồi núi sông ngòi, và ở đây tuy là hơi lạnh nhưng mà cái phong cảnh nó rất là tuyệt. Alaska, mình đã tới Juneau, Alaska rồi. Trời ơi, trời quá xa trời luôn. Đang ở đây hả? Dông tố bão. Mình đã tới một lượt rồi. Ngày hôm nay đi ra ngoài đây tham quan Juneau nè. Nhưng mà mưa quá không biết sao nữa. Thôi cũng đi được. Phải đi chứ, phải đi tham quan chứ. Bây giờ đi ra ngoài khám phá. Lấy xe bus đi. Ra ngoài thành phố để đi ăn càng cua. Trời ơi, đây hả? Rất là nổi tiếng về càng cua nha. Xin chào các bạn, mình đang ở Juneau, Alaska nè. Bây giờ đi ra ngoài thành phố để khám phá, coi xem có gì ngắm cảnh. Mà ngày hôm nay trời mưa quá trời. Mưa, vừa mưa vừa lạnh. Rồi chắc là ra ngoài đó đi tìm càng cua thưởng thức. Ở đây là rất là nổi tiếng về các càng cua Alaska. King Crab Legs. Wow. Thôi nha, mình đi khám phá nha. Chút xíu gặp, bye bye. Lâu được xin xe bus hả, ra ngoài thành phố cũng vui. Lâu lắm rồi không được xin xe bus của local. Yeah, xe bus nó thả tụi mình xuống đây rồi. Bây giờ là bắt đầu đi tìm ăn càng cua nè. Trời ơi, ở đây là rất là nổi tiếng về càng cua. Càng cua Alaska là đã luôn. Để đi qua bên kia hả, bắt đầu đi tìm đồ ăn. Nếu các bạn muốn đi những cái tour đó thì có thể lên vô đây để mua vé. Như sao? Biết đó hả? Yucatan đó. Yucatan, Holland. Đây là một trong những du thuyền Yucatan. Đó nè, muốn đi Charlie 30, muốn đi coi whale hay là đi mấy cái racer, làm mấy cái băng đá, tảng đá giống như hồi sáng nên gì thâu phim vậy đó. Kế bên cạnh đây là có chiếc du thuyền lớn nữa nè. Nếu mà du thuyền đậu ở đây thì mình không cần phải lấy xe bus đi vô, mình đi thẳng qua bên đây luôn. Còn nếu mà còn du thuyền của taxi đó đậu bên kia, cho nên phải cần xe bus để nó trở lại đây. Chẳng ở đây mình đi một vòng, xong cái mình ghé vô mình ăn cua, càng cua rồi mình về. Đây nè, ra ngoài cái bến cảng đó là mình sẽ đi vô là mình thấy cái nó gọi là Tracy King Crab Legs nha, King Crab gì đó. Để coi cái size của nó. Là hả, đi vô là có thể thưởng thức được những món càng cua rất là hấp dẫn. Còn nếu mà muốn đi mua đồ lưu niệm á thì ở bên kia vàng bạc châu báu cũng có. Có tiền là có tất cả. Còn muốn lên trên coi á,
mà lạnh quá lên trển thôi, có công mà còn lạnh hơn chỉ nhìn xuống thôi. Phong cảnh ở đây cũng đẹp đó ha. Ui, cái tàu này bự quá trời bự luôn. Cái này là của Holland á, Holland American Line. Yeah, đây là một những du thuyền cũng nổi tiếng mà bự không, quá trời bự luôn. Tại vì hai cái du thuyền này đậu ở đây rồi cho nên mấy cái du thuyền khác không có chỗ đậu, phải đậu bên kia. Cái này cũng là Holland American. Tracy King Crab Shack. Tới đây á là phải thử càng cua bự ở đây. Đó. Trời mà ăn cái càng cua ở đây nó ngọt luôn. Nó không phải giống như là cái càng cua mà mua ở Costco á, cái loại mua ở Costco 10 thao khoảng 500 đô á. Nhưng mà nó không ngon, nó không ngọt bằng ở đây. Ở đây hả, trời ăn vô là đã luôn. Ăn vô là mê, thiệt mê luôn. Vô đi ăn á, là mê luôn, mà trả tiền cũng đã luôn. Không, các bạn có thể hả, cho người ta nấu ở ngay đây là cái này nè. Can I take some video? Wow, see you. Đó, ngon chưa? Rất là nhiều nha. Rất là nhiều luôn nè. Người ta nấu gì nè, vui lắm. Tụi mình ở bên đây rồi, vô đây là bắt đầu cái là đây đông ớ là đông luôn. Hai thao cái càng cua bự là 2 pound ha, 2 pound là khoảng 175 đô, 2 pound 175 đô, chút xíu ra coi xem được bao nhiêu càng cua ha. Xin chào các bạn, Nancy đang ở chỗ nhà hàng ha. Chỗ này á là nó bán toàn là cua King Crab Legs á. Cái này là rất là nổi tiếng ở thành phố Juneau, Alaska. Tới đây là phải khám phá ăn cái mấy cái càng cua ở đây đó. Rất là ngon, rất là ngon. Để coi 2 pound khoảng chừng 175 đô. Để coi xem nó mang ra được bao nhiêu cái càng nha. Order xong á, bắt đầu cái là người ta lấy, người ta nấu xong á. Nấu xong thì người ta kêu tên của mình và phải giơ tay lên để mình lấy. Là cái người mua đó, mỗi lần mà làm như vậy đó là cái người mua đó. Cho cái gì làm biết là con mua. Dạ hả? Ừ. Có vậy hả? Dạ. Con này mới ra được. Dạ, mới ra được. Rồi bắt đầu cái xong á là nó kêu tên của mình. Có người ở Singapore order. Đó, xong cái cô này cũng mang tới cái bàn cho mình, là mình giơ tay lên là rồi cổ biết là cái đó là order của mình, hoặc cổ mang xuống tới tận bàn luôn. Sau khi mà order xong á là phải đợi khoảng chừng 10-15 phút là sẽ có đồ để ăn. Bên Singapore qua thăm Alaska nè, không order nguyên cái bự luôn. Có người ở mãi Vancouver luôn nè, ở Canada qua tham quan mua ở đây ăn. Mình đang đợi cái order của mình. Hy vọng là họ sẽ làm xong sớm. Sao chị nói lên xin sao chị quên là nên chỉ mua 2 phao còn cua rồi bây giờ còn đòi thêm ăn cái cua khác nữa là nhiều quá, nhưng mà chị quên đó, là nên chỉ là vua cua của mấy con cua. Cho nên hả, mỗi lần ra biển nó cứ thấy nên xì nó bỏ nó chạy hết nguyên dòng họ của nó luôn, tại vì anh nói nhiều quá mà. Đúng rồi, mai mốt là phải trả lại mạng cho họ. Bao nhiêu càng càng á, cũng lớn đó, 400 càng luôn, 400 càng luôn. Bỏ một chuỗi cho nó nhiều. Cái này là ăn đã luôn á. Wow, đây nè, đã chưa? Cộng nước nữa.
nữa là họ 175 đô nha, có nghĩa là 75 đô cho một phao, mà ở đây là khoảng 2 phao cua nha, là từ đây nè đó, và nó nhân cho bao gồm thêm một miếng bánh mì ha, ăn rất là ngon luôn. Đây là có nó hơi ngộ lắm ha, ở đây là có tương ớt của Việt Nam nữa nè. Đó, chắc là người Á Đông của mình đi ăn ở đây nhiều cho nên có tương ớt mình nè, vui không? Rồi có gì đây? Cái này á là soi sỏi nữa. Cái này nó để trang với cơm nữa. Cho nên nhiều khi đi xong cái đau bụng quá, đầu mua càng cua xong rồi cái mua cơm nè, có người mua cơm ha. Mua cơm xong rồi lấy soi sỏi này trộn vô ăn. Quá hấp dẫn đi. Trời ơi, chà đã không? Thôi bây giờ Nancy thưởng thức nha. Chàng cua của Nancy ra rồi, bây giờ là bắt đầu là thưởng thức nha, những cái chàng gì nè. Trời ơi, bự ơi là bự nè, không? Bốn năm cái chàng gì nè, ăn đã luôn á. Hay là cầm gì là cho chàng mượn cái, cho mượn cái gì, cho mượn cái, hay là gì nè, cầm á. Gì không? Không, ăn cái này là đã luôn, hấp dẫn nha. Cua đó có thể là chấm với lại bơ đơ nè, bơ đơ, bơ đơ hết sảy luôn, cái này mình rất là ngon luôn á. Quá chừng ngọt, ngọt ơi là ngọt luôn. Miếng nào miếng nào, ngon gì nè. Cái này hả, nó ngọt, ngọt từ trong ngoài luôn. Đã ha. Giống như là ở trong Costco thì là cái này là cua này á, nếu các bạn mua trong Costco á là 10 pound là khoảng 500 đô ha, nhưng mà cái càng cua nó không có ngọt như cái gì đâu, cua này rất là ngọt, cái này hở gấp 10 lần đó ha. Rồi nữa đó là cái càng cua trong Costco á là nó mặn lắm, còn cái này hả ngọt mà nó vừa miệng lắm, không có đi không mặn cái xíu nào hết trơn á, ăn rất là ngon luôn. Quá hấp dẫn. Trồng cái nạn luôn hả? Còn chấm với lại tương ớt á, tương ớt của Việt Nam á, ở đây cũng có. Ai thích ăn cay cay á thì sẽ cũng thích ăn cay nữa chút đỉnh thôi. Ôi ăn là hấp dẫn luôn. Ngoài ra nó còn có cái này còn cay nữa, cái này cái kiểu này nó phải cay nữa, cái đó ngon á. Ồ cái này cay lắm, ăn nó hấp dẫn lắm. Đổ ra chút xíu ha, ăn mỗi khi nó có mỗi cái taste khác nhau. Nó gỡ ra cái bắt đầu cái chấm ha, chấm mà ăn. Nó gỡ gì đó, nó đã cắt sẵn gì đó, xong mình chỉ có lấy mình gỡ ra vậy nè, gỡ ra vậy nè, xong mình kéo nó ra. Kéo nó ra như miếng gì nữa nè. Đó, nguyên một cái càng này là cua đã chưa. Rất là hấp dẫn luôn. Một á, là chấm với lại tương ớt thôi không? Ngon quá. Cái chua ngọt ngọt, cay cay. Quá ngon. Ăn với tương ớt là thấy ăn với tương ớt ngon nhất các chị ha. Rồi nếu ấy ăn với bơ thì chấm với bơ. Có nó cay cay chút xíu á, chấm với bơ ăn đã. Quá đã, quá đã. Các bạn mà chưa được thử á, nên thử. Trong đời của mình á, nên thử một lần. Trời ơi, nó quá tuyệt vời luôn. Còn Nancy á, muốn thử hoài luôn á. Bà chị á, không muốn thử hoài luôn á. Tại vì nó quá ngon á. Các bạn
bạn biết gì không? Các chủ tiệm, các chủ ở cái tiệm này đó, bán cà chua này á, là người Á Đông của mình nha. Đó, lúc trước á, Nancy có nói chuyện với ông chủ đang nấu. Cho nên hả, Nancy biết là cái người đó đó là chủ tiệm cái tiệm này đó là người Á Đông. Cho nên hả, trời ơi, nói là bao nhiêu khách hàng mà vô mua như vậy, chắc là ông cũng rất là giàu luôn. Chắc là mốt đi làm họ hàng quá. Nếu các bạn đi chuyến du thuyền Alaska đó thì cái thành phố này là cái bãi số 2 ha, cái bến cảng thứ hai. Bến cảng đầu tiên là Ketchikan của Alaska, còn cái bến cảng thứ hai là du thuyền tới đây là Juneau Alaska. Thì ở đây cái tiệm bán cái này là nó ở Juneau Alaska, cho nên ngày đầu tiên thì các bạn muốn thử cũng được. Ngày hôm qua giống như là Nancy với bạn Mắt muốn thử, nhưng mà nó đắt mà cũng có ngon bằng ở đây, tại vì nó nhỏ mà nó đắt hơn. Cho nên hả, nếu mà đợi được là đợi tới cái bến cảng thứ hai ha, Juneau Alaska. Tới đây hả là chỉ có bước ra bến cảng là có cái tiệm này, không thể nào bỏ sót được đó. Có nghĩa là ra là thấy liền, cho nên không thể nào bỏ sót được. Ra đây ăn hả, phải thử ở đây, rất là ngon luôn. Các bạn biết gì không, có hai cái lý thuyết ha. Nếu mà muốn ăn cái cà chua này á, là thứ nhất á, cái lý thuyết thứ nhất á là hả, nếu mà các bạn không thể ăn được á là tại vì các bạn bị dị ứng với lại cái seafood, những cái đồ biển. Còn cái lý thuyết thứ hai á là tại vì nghèo cho nên không ăn nổi. Tại vì bị nghèo cho nên không ăn nổi. Đó là hai cái lý thuyết mà không có thử cái cà chua này thôi. Chứ ngoài ra đó, nếu mà thường thường đó, các du khách ở đây á là ai cũng sẽ tới ở đây để thưởng thức hết trơn á. Mấy cái chằn cua bự nó rất là dễ rút ra nha. Ấy cái là nó rút, cái là nó kéo ra là kéo nó ngon. Wow, cái chằn cua bự này nè, rút ra như thế nè, chấm vô bơ rồi, quá là hấp dẫn. Các bạn thấy gì không, đây là tàn cuộc sau khi chiến đấu quá hả, với lại với cái chằn cua nè. Bây giờ mấy càng cua này á, thôi rồi, hết trơn luôn. Bây giờ còn bỏ không, bây giờ sao đây? We have another one. Yeah, thank you. Second order. Đợt 2, cua này là cua khác. Ủa, nha. Có nửa con à? Ừ, không. Một phao nửa con, wow. Thôi, mà hết 35 đô rồi đó. Đó, nhưng mà phải ăn thử á. Tới đây các bạn bây giờ mình ăn đợt 2 nha. Mình thử cái cua này. Cua này không phải là cái loại dài kia, cái này cái loại đinh, nó gọi là đinh trên khoáng, rất là ngon luôn, rất ngọt, cái thịt này rất là chắc ha. Cái này á là một cái cộng như vậy thôi là hết 35 đô rồi đó, nhưng mà tới đây là phải thử, nếu không thử là sẽ hối hận. Cho nên tôi không muốn hối hận, làm cái gì cũng không hối hận, cho nên phải thử. Cua này thì nó khó gỡ hơn ha, gỡ ra nó hơi khó nhưng mà ăn nó rất là chắc và ngọt. Ôi mà ngọt luôn, ngọt ơi là ngọt luôn, đáng đồng tiền. Phải thử, phải thử, rất là ngon. Trời, các bạn biết không, cái này hả, cái cua này nó ngon hơn cái con cua dài á. Tại vì cái này cái thịt nó rất là chắc. Cua dài dài vô. Cua dài dài là có cái càng dài đó. King crab legs đó hả. Nhưng mà nó là cái này dungeon crab ha. Mà cái này á hả, cái thịt nó rất là chắc mà bùi á, nó bùi luôn. Khi mà mình chấm vô trong bơ đó, trời ơi, nó ngon, mà bùi.
nên họ đã lắm. Ăn không biết ngán á, mình sợ, chỉ sợ là ăn xong không có tiền trả đó, mình phải ở lại mình rửa chén dùng. Có anh nào đi kiếm dùng đi. Ơi, ăn xong rồi, trời ơi, cái này rửa tay hả? Thường thường á, không biết tại sao hả, cua ở nhà đó, mình nấu lên á, và sau khi ăn xong á hả, tay nó rất là hôi luôn. Nhưng mà còn ở đây á hả, ăn xong là không thấy mùi nhiều nha. Không biết sao, chắc là nó tại vì nó quá tươi đi. Nó tươi cho nên hả, không có mùi hôi nhiều. Rất là ngon. Đây là cuộc chiến thứ hai đã xong rồi nè. Thấy không? Đây là cuộc chiến thứ hai đó, xong rồi nè. Tàn cuộc coi. Bây giờ mình đã ăn xong rồi, bắt đầu bây giờ mình đi bộ để ngắm cảnh ở ngoài và đi lại du thuyền, chứ còn ở ngoài đây cũng vẫn còn đang mưa cho nên không có nên đi bộ để tham quan được nhiều. Và cái nữa là nếu mình đi shopping, tại vì hết tiền shopping rồi, ăn hết mấy trả lấy tiền trả hết mấy càng cua rồi và bây giờ no quá chắc không đi nổi. Và bây giờ chắc là phải chở đi du thuyền rồi. Xin chào các bạn, bye bye. Các bạn ở trong đây, trong kia rất là đông mà, cho nên người ta phải làm cái sạp ở ngoài đây nè để ngồi. Mà ở đây giờ bắt đầu lạnh lắm. Nếu người thích lạnh thì ngồi ngoài đây thôi, chứ còn là Nancy chịu không nổi đâu. Bây giờ ăn xong rồi bắt đầu mình đi ngắm cảnh ở đây. Nhưng mà bây giờ mưa quá, chắc là không ngắm được nhiều đâu. Để đi dạo dạo chút xíu rồi đi về lại du thuyền thôi. Ở đây là có một cái tiệm ở đây bán đồ salmon, smoked salmon với lại mấy cái đồ của Alaska ở đây nha. Ở Alaska đó là ở ngoài salmon ra và có king crab legs, là có mấy cái cua càng cua bự bự á, dungeon crab là mấy cái cua mà cua hoàng, cua nữ hoàng gì đó. Ngoài ra cái đó là còn có những món như gì nữa nè. Đây là những cái đặc sản ở đây nè. Alaska đặc sản gì nè. Cái tiệm này bán những cái món đồ gì nè. Có những cái này ăn cũng ngon. Cái này là không phải ăn nha. Cái này á là những cái sốt, là cái sao bông á. Ở đây á, là cái loại xà bông này á là nó đặc sản ở cái khu vực thành phố Juneau này ha. Tại vì nó đặc biệt á, nó có cái nước và đá đó, giống như đá vôi vậy đó. Ở đây là nó chảy ra cái nó lấy nó có nó làm á. Rất là đặc biệt. Chỉ có ở đây nó có những cái loại như vậy thôi. Là cái mùi nó rất là nhẹ và đặc sản ở đây, rất là thơm. Ở cái khu này là bán những cái món đã làm sẵn rồi, như là cá salmon với lại cua càng cua mà đã bóc sẵn luôn rồi đó, thì mình về mình chỉ có ăn thôi. Cảm ơn các bạn đã đón xem, nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé và cho Nancy một like. Cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.